Xin chào các bạn, mình là Anna Nguyễn và đây là chuỗi video Anna hướng dẫn cho người mới, nhà phân phối mới của công ty Siberian Wellness, cái cách mà chúng ta có thể bắt đầu được kinh doanh trong lĩnh vực network marketing này. Bạn có công nhận với Anna rằng là đôi khi chúng ta đã có khách hàng và chúng ta đã chuyển đổi được khách hàng trở thành nhà phân phối rồi, nhưng mà chúng ta lại hơi bị băn khoăn, chênh vênh một chút về cái việc làm thế nào để có thể bắt đầu đào tạo cho họ, để họ có thể có đầy đủ nào là kiến thức này, kỹ năng rồi đầy đủ tất cả những cái gì cần thiết để mà có thể chiến đấu và mang lại những cái mục tiêu mà nhà phân phối của chúng ta mong muốn. Thế thì Anna cũng giống như các bạn, Anna cũng đã từng là một nhà phân phối mới và mình cũng loay hoay tìm cái cách như vậy. Thì rất may là mình có một cái người dẫn đường và anh ấy đã làm ra tất cả những cái chuỗi video còn lại rồi. Đây là cái chuỗi video dành cho người mới và Anna sẽ hướng dẫn các bạn gồm có những phần như sau. Đầu tiên là Anna sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách để mà mình có thể reframing, có nghĩa là mình làm thế nào đấy để mình có thể nói chuyện, trò chuyện với người mới trước cái buổi đào tạo để giải quyết nốt cho họ những cái khúc mắc của họ trong cái lĩnh vực này. Thông thường thì chúng ta đều có những khúc mắc giống nhau. Sau đó thì Anna sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần làm sơ đồ trả thưởng của công ty. Ai cũng sợ sơ đồ trả thưởng hết. Và mọi người đều nghĩ rằng là một cái sơ đồ trả thưởng gọi là về phần kinh doanh là cái phần mà tôi không có lợi thế. Nói về sản phẩm mà tôi có thể dễ dàng nói được. Thế nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta xác định chúng ta sẽ cần phải đi xa, cần phải đi nhanh, cần phải phát triển mạnh, thì chắc chắn bạn cần phải biết về sơ đồ trả thưởng. Và chắc chắn bạn cần phải làm thế nào đấy để bạn có thể vẽ được nguyên cái sơ đồ trả thưởng của chúng ta, giải thích rõ ràng cho khách hàng chỉ trong vòng một tờ giấy, chỉ trong vòng một trang giấy các bạn ạ. Và cái phần số 3 mà Anna hướng dẫn các bạn là Anna sẽ hướng dẫn các bạn cái chiến lược để bạn đi làm sao cho nhanh. Tiền thì yêu tốc độ, thành công cũng yêu tốc độ. Và chúng ta cũng cần phải khôn ngoan sử dụng làm sao được cái sơ đồ trả thưởng đó. Và từ đó có một cái chiến lược khôn ngoan để chúng ta có thể phát triển và đạt được cái hiệu quả nhanh chóng. Và phần thứ tư là Anna sẽ hướng dẫn cho các bạn về tất cả các cái sản phẩm công ty đang có tại Việt Nam. Chúng ta sẽ rất là khó lòng mà có thể có nhiều buổi lên công ty nếu như bạn là ở xa, bạn không phải ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí là như đội nhóm của Anna ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không có những cái chương trình đào tạo gọi là quá xuất chúng của những cái tư vấn viên kỳ cựu. Thế thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải ngắn gọn hơn một chút, và Anna chỉ trong vòng vài tiếng Anna sẽ review lại cho tất cả các bạn cái sản phẩm của Siberian làm sao để các bạn có thể yên tâm và các bạn tư vấn. Và phần cuối cùng là Anna sẽ hướng dẫn các bạn chọn sản phẩm nào là sản phẩm chiến lược, chọn sản phẩm nào để mà mình có thể dễ dàng kinh doanh và dễ dàng mang lại hiệu quả. Và như vậy thì cái chuỗi video dành cho người mới của chúng ta sẽ có 5 phần tất cả nhá. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu vào phần đầu tiên.